viên này này, cô ấy ác với con của cô ấy. Đâm ra rằng cô đổ hết lên đầu hai cô này, cái người phụ nữ. Mà có thể là trong cái lúc mà mẹ con thì có thể hai người con trai có thể cãi cô ấy, mà cô sân hận và bây giờ là cô đổ hết lên đầu hai cái người con dâu này. Đấy là theo như cháu nhận định. Tôi có xin bác tôi ngắt lời bác nhé. Hận để đầu trên con, để đầu đến hai con dâu. Đó là vì lỗi của người mẹ không giáo dục con đến nơi đến chỗ. Mà hai cái người con này người ta đã yêu con và người ta vào. Mà con mình đã đầy ải nếu cãi bố cãi mẹ, mà nhiều lúc thì đầy ải cả vợ, bực tức với bờ vợ. Nghĩa lúc này phải thương con dâu là chính, phải thương cái con dâu nhà mình. Nhưng mà bái chịu đừng ít mở. Đứa người vợ này là gắn bó cùng với chồng chỉ nó khổ nhiều, chứ không phải bái khổ. Ba chỉ khổ thời gian nào bà ở riêng ra và khổ thời gian thôi. Nhưng như đứa vợ này gần với chồng mà chồng có thể là bực tức bởi vì bực gia đình rồi về bệnh tật đổ đầu lên vợ, nghĩa ra phải thương con dâu là đúng. Nhưng này để đổ đầu lên con dâu cũng có một phần âm mưu, là âm mưu là cũng có lòng tham. Tôi nói thật như thế, cũng có lòng tham đấy, cho nên mới sinh ra cái chuyện đầy ải con dâu, đổ ải con dâu. Thế còn bây giờ bảo con dâu đánh bố mẹ chồng thì tôi khẳng định 100%, tôi thề là không bao giờ có cái chuyện đó. Chưa bao giờ các cháu nửa lời nó chửi. Nó chửi con nhất con này là không bao giờ chửi. Bố chửi mẹ nó ở cùng với bố mẹ không bao giờ. Thế con bé thì không bao giờ chửi bà. Con bé lớn thế. Còn hai con trai, thằng con trai thứ hai của nó cực ngoan, chồng con này rất là ngoan. Thế thật chưa bà chửi. Với thằng con trai lớn chỉ nhiều lúc vì nó bệnh tật, nó bị bệnh tụy vữa ra trong ruột, một tháng đi moi một lần để bờn ruột ra, bờn tụy ra, thì nó bực tức mà tiền long không cho chúng nó một tí nào. Tôi kể chuyện cái lỗi khổ của chồng con này nhá. Từ sáng đến 11 giờ trưa nó chờ bên cổng bên kia. Bà ấy mua, bà ấy hồi bé lên hai đứa làm ăn cùng với bà ấy. Bà ấy đi bán trứng vịt lộn, trứng gạo, bán gạo ở chợ, ở chợ Cực Trương Định. Hai đứa nó thuê nhà làm giày cái thời gian lúc mà chưa lấy vợ. Thì nó mang tiền về cho bố mẹ mua 4 mảnh đất ở chợ rẽ. Tay bà ấy bán dần 4 mảnh đất. Mà bây giờ bà ấy đưa lên mạng rằng là các con bà, cho các con bà ấy nghiện ngập bán hết cả 4 mảnh đất. Hiện nay chúng tôi thu thập được 4 người mua đất vẫn còn sống. Mà hiện nay còn 4 người cầm 4 cái tờ giấy mua đất của bà vẫn còn nguyên. Tôi khẳng định như vậy. Thế thì ngay cái chuyện mà chồng con này ốm quá, nó sang từ sáng đến 11 giờ trưa mà không mở cửa cho nó ăn, mà nó xin tiền không cho nó, mà trong khi đó cho thuê nhà mỗi tháng 3 triệu mà không hỗ trợ cho con tí nào để chữa bệnh. Nó về nó vào nhà tôi, nó ngủ không có khóc, nó bảo cháu ốm, cháu không đi chữa, không có tiền chữa bệnh. Thế thì chúng tôi, chị em hàng xóm họ hàng, nhất là bà Kẹo ở đây, chúng tôi góp vào buổi tối, chồng tôi với bà Kẹo ra chơi, mua cho con, cho chồng nó mấy bịch sữa và cho ít tiền, cứ cho chồng đi rồi ăn hay. Đi viện chữa ở trên viện xong, vẫn ở trên viện, thì hai đứa con nhỏ không ai trông nom, sang bà ấy trông. Thế thì bác sĩ người ta gọi điện mà cho bà ấy rằng là con bà ốm nặng như này, bà có nên chuyển viện cho nó không? Tôi thấy bà ấy trả lời rằng là tôi già rồi, tôi chỉ trông trẻ, tôi làm gì có tiền. Thế sau đó thì là vì nó tắc thở, nó bị cái bệnh thở, nghĩa ra các nhà người ta giàu thì người ta mua bệnh thở cái đầu giường. Nhưng hoàn cảnh con này nó có tiền đâu, chồng nó nhà con ăn, con nó chưa có hộp sữa, lấy đâu mà nó mua cái thở. Thế thằng bé nó tắc cơn thở cái thì nó chết. Nó chết thì 12 giờ trưa trở về đến giữa đường này thì không gặp đường vắng, người ta đang đi gặp thì mò và trở về đến đây. Thì tôi ở trong xóm ta hô hào tất cả chị em hàng xóm họ hàng ra, thì lúc ấy thì chưa ai vào xô vào. Chân tôi thì tập tễnh đau mà già 70 mấy tuổi rồi. Tôi bạn đứng lên tôi sắn quần, tôi bảo tất cả các anh các chị họ hàng tập trung chung vào để cho cháu vào trong nhà. Thế thì họ tập trung vào, tất cả ôi dồi ôi bà ấy đau chân như này bên sao được. Thì tất cả hàng xóm giờ họ hàng chưa đến đông, bê cháu vào trong nhà, người chỉ cho cái giường để cho cháu nằm. Con trai của tôi mang cho một cái màn chụp, thì mỗi người một thứ mang đến. Thế thì
bà ấy bên đấy, bà ấy, con này đưa chồng về nó đã xỉu đi rồi, nó mệt quá. Thế mà thôi, thế thì bảo là hay sang gọi bà để về làm ma. Nhưng tất cả họ hàng, làng nước, hàng xóm tập trung vào, bà ấy không về, chúng ta đứng lên dựng con này lên để làm ma cho chồng nó. Thế thì cái chị dâu nó lại bảo tôi là: Thím ơi, cháu sang cho đón hai đứa về làm ma cho bố nó. Thì nó sang, tôi bảo không cần. Thế thì nó bảo, một số chị em bảo không cần. Thế khi mang, khi chị dâu nó để bố hết đấy, nó lại sang cái nơi nó bảo: bà ơi, chú chết rồi, con sang con đón hai cháu về làm ma. Lúc ấy bà lưu ra lên họ cả bà ấy, cả nhà bà ấy đến. Đến thì là về đây ngãi năm tối, bà ấy khóc ngược bác xuôi ấy: con ơi, chị nọ thế kia. Thế là lúc ấy hàng xóm láng giềng, họ hàng làng nước, người ta rời ra hết, người ta để cho bà ấy vào đứng lên làm ma. Người ta tránh hết, vì người ta nếu mà giả sử không có bà ấy thì làng nước, họ hàng, hàng xóm, anh em sẽ đưa ma cho bà vào. Nhưng vì bà ấy là con người xảo quyệt, khốn nạn, cho nên là người ta rời hết, ta bỏ hết, không ai ta đến nữa. Đấy, thế cho nên là bà ấy đứng lên bà ấy làm ma. Đấy là như tôi chứng kiến bây giờ như này. Chị thì cũng sẽ là người chỉ đứng ở giữa thôi, đúng không? Chị cũng là người đứng ở giữa, vì chị nghe cô Cao Thị Liên là cái cô mẹ chồng của em ấy. Chị thì nhiều khi là chị gai mau mồm, chị cứ gọi cô yêu tinh. Thế thì em thì bây giờ có đôi lời gì mà em nhắn nhủ đến mẹ chồng của em, là những cái lời nói gì mà mẹ chồng em nói với em không? Nói sự thật. Những lời mẹ em nói những lời mẹ nói với con không đúng với sự thật. Con không bao giờ cãi một câu nào và không bao giờ chửi với bố mẹ phải đi làm viện cả. Làm dâu là đấy, em cứ trao đổi với mọi người là em có đối xử với mẹ chồng và bố chồng như vậy, và đối với là vong linh của bố chồng em đang còn ở đây, thì em có là người con dâu như vậy với ông không? Không, em không có một cái gì với ông cả. Em vẫn thường ông bà khi ở với em. Em đến giờ trưa 10 giờ em đang ăn cơm, nấu cơm đến 11 giờ. Con thứ hai nhà em nó đứng mắt mẻo trên cầu thang tầng 2, nó gọi ông lên ăn cơm. Mà bây giờ bà lại bảo là không đứa nào bê cho ông được cụm nước nào. Ông ốm mà các em không quan tâm đến ông, không lo cho ông, không rót cho ông được nổi chén nước. Em nấu cơm ở bà từ khi hai ông bà sang bên nhà em ở với mẹ con em, thì ba người đưa cho em được có 1,5 triệu thôi. Là em đi chợ nấu cơm, tất cả chi tiêu tất cả mọi thứ từ điện nước đấy là có 1,5 triệu thôi. Và ngày là ngày cơm 3 bữa. Trong vòng bao nhiêu lâu? Trong một thời gian là đến 13 tháng 1 2018 là bà đuổi mẹ con em đi. Không, cái bà đưa 1,5 triệu cho em là từ khi bà về. Là bao bà về? Là chồng em khoảng bao nhiêu lâu? Có mấy tháng thôi. Mấy tháng bà đưa 1,5 triệu. Vâng. Mà em phải lo một ngày 3 bữa cơm. Vâng. Thế thì ăn no rồi. Thế ăn thế thì sau hết tiền vẫn còn vâng. Đây. Vâng. Thế thì thôi, bây giờ cũng cuối live rồi, đây là để chứng minh cho mọi người biết được rằng là đối với cô Liên nói về cái người con dâu thứ hai đối xử và có những cái sự là hành hạ này, rồi tác động vật lý lên vợ chồng cô Cao Thị Liên này, và đối xử không tốt với mẹ chồng này. Và đặc biệt luôn cô có nói một câu như này: cái buổi cuối cùng mà khi mà em đi á là hôm đấy em là người trực tiếp, em là người đánh đập cô ý và bố, sau đó cô mới mời địa phương đến, xong rồi là em bảo rằng là em không chịu được nữa nên là bây giờ em đi. Không, đấy, bà... là sai sự thật. Sai. Bà lém em, bà đánh em, chứ còn không, em không bao giờ em cãi một câu nào. Em đi em về bà chửi đuổi em đi em cũng không cãi một câu nào cả. Chứ hoàn toàn như là cái cuộc họp mà bà gọi gấp địa phương đến để coi như là chứng kiến là đánh chồng bà để đưa chồng bà đi viện, rồi địa phương ở đây chứng kiến tất cả là không có, đúng không? Không, không có, đúng không? Không có. Rồi. Điều thế.
Ok tắt.